Ví dụ các bạn đi tu có đặt mục tiêu là bao nhiêu lâu đắc đạo không? Mà cái giá trị sống của cái người tu hành nó càng mạnh thì tự nhiên các bạn đắc đạo. Các bạn lập gia đình, các bạn lập gia đình, các bạn nhiều đặt mục tiêu bao nhiêu lâu thì nó biến thành tổ ấm, không làm được. Nhưng từng người trong gia đình sống với cái giá trị sâu sắc nhất mà chung lòng đó thì tự nhiên nó sinh ra tổ ấm. Thì cách chúng ta sống với cái giá trị sống này hàng ngày bằng công việc thì chúng ta gọi là sứ mệnh. Còn cách chúng ta mang nó đi xa chúng ta gọi là tầm nhìn. Hàng Quân có muốn chia sẻ gì không ạ? À, xin mời thầy. Đầu tiên thì cũng cảm ơn anh Đức cùng chị Nam Phương đã đến chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế. Thì thú thực là chúng tôi rất cần những kinh nghiệm thực tế để bổ sung thêm. Vì từ khi đọc cái quyển này thì chúng tôi thấy rất giống cái lời Đức Phật dạy. Tuy nhiên nó hơi vênh một số chỗ mà tôi nghĩ nếu bổ sung cho nhau là tuyệt vời. Ví dụ như là trường hợp của anh Đức miêu tả là nhân viên kiếm chuyện để nó ra đi ấy, thì nếu áp dụng đúng mô hình của chánh pháp thì nó không có kiếm chuyện nữa. Tức là hàng ngày nó nghe chánh pháp rồi nó không muốn kiếm chuyện nữa. Mà nó đi là nó đi chứ nó không kiếm chuyện. Tại vì bản chất là nó không được nghe lời dạy đúng đắn ngay từ đầu, mà vô một môi trường tốt và nó đẩy vô cái guồng đó và nó sửa nó dần dần, chứ nó không có một cái hệ thống giáo dục đúng nghĩa. Thì nếu mà làm đúng theo mô hình lục hòa và đào tạo ba gốc cho chắc thì mình nghĩ là những cái dạng quấy rối như thế nó mất dần đến không còn tồn tại. Ở đây mình đã từng làm cho một số bạn là giáo viên mà đánh nhau trong trường. Giáo viên mà họ đánh nhau, giáo viên này đầu gấu đánh giáo viên kia, thì lùa cái bạn đầu gấu nhất về BKE làm một việc là nghe pháp thoại của thầy Thích Pháp Hòa và đúc kết nó lại, chép vào vô thẻ nhớ thôi. Chép vô thẻ nhớ thì phải sắp xếp lại các bài giảng. Thì bạn nó nghe được 3 tuần xong bạn ấy nộp đơn nghỉ việc, tự nguyện nộp đơn nghỉ việc. Nói em biết lỗi của em rồi, giờ cho em nghỉ chính thức. Thế là mình chỉ chuyển công tác thôi, từ vị trí giáo viên thành vị trí nghe loa pháp thoại mỗi ngày. Làm gì đâu. Nghe đúng 3 tuần là tự động lên rất là ngoan ngoãn. Nghe chánh pháp rất hay, chiêu nó rất hay. Tuy nhiên cái kinh nghiệm mà của các bạn đã đi trước đã làm rồi mình thấy rất là đáng quý. Thì mình nghĩ là cần nhiều cái mô hình như thế này nữa để chúng ta cùng học với nhau. Thì ngày hôm nay mình cũng có cái đề xuất là nếu như thế thì làm sao cứ 1 tháng mình có một buổi offline. Duy trì đều đặn đi, không khó đâu. Thì chúng ta chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Tại vì biết còn bao nhiêu tuyệt chiêu của bên này nữa. Mấy cái phần mềm nhìn rất là quái dị, nhưng mà quái dị như vậy coi chừng lại ngon. Nhìn rất rối rắm nhưng mà đôi khi cái sự rối rắm nó lại mang lại sự đơn giản. Còn cái sơ đồ tổ chức nhìn cây rất đẹp nhưng coi chừng lại rất phức tạp. Còn họ rối rắm nhưng mà cái chấm nào to ra tức là người đó ảnh hưởng. Vậy trả lương theo sự ảnh hưởng chứ không phải trả lương theo hiệu suất công việc. Hiệu suất công việc nó chỉ là một mảng nhỏ của đời sống thôi, còn bản chất đời sống là chúng ta tương tác với nhau. Vậy cái người ảnh hưởng chính là người tương tác rất nhiều và mang lại giá trị cho nhiều người thì người ta mới đánh giá cao. Vậy trả lương như thế là cái trả lương theo tổng hòa đấy. Chúng ta còn thiếu một cái tương tác là tương tác với thiên nhiên nữa thôi. Thế là mình có thêm một cái vạch là ngày tháng đó anh đang đi làm trồng được bao nhiêu cây rừng thế nào. Thêm một cái vạch nữa, thiên nhiên tương tác. Chia sẻ thêm cái phần mà bạn ở bên đây, chắc là bạn bên đây hỏi nhiều vì chưa đọc quyển sách này kỹ đúng không? Có cái phần mà lập cái tầm nhìn á, lập kế hoạch, cái lập cái tầm nhìn á, thì cái này á, thì Tuệ Đức đã giải từ lâu lắm rồi. Nhưng mà thú thực là khi tuyển giám đốc điều hành vô là giám đốc điều hành hoang mang liền. Lọt vô Tuệ Đức là thường 6 tháng hoang mang, không biết làm gì. Vì lý do là Tuệ Đức cũng không có kế hoạch. Thực chất là có kế hoạch nhưng kế hoạch nó khác. Chúng ta để ý nó có hai cái loại tầm nhìn. Một cái loại tầm nhìn là theo giá trị sống và một loại tầm nhìn theo tiền bạc. Theo con số, theo cái con số mà mình kiếm được. Thì các bạn đang bị kẹt vì bao nhiêu lâu cái đám phương Tây nó nhồi vào đầu mình. Cứ cái gì tầm nhìn đạt được cái gì thì phải đo bằng con số, chết chỗ đấy. Tầm nhìn là GNH thì không có đo bằng con số, tầm nhìn bằng GDP thì đo bằng con số. Nên hai khái niệm này khác nhau. Vậy cái tầm nhìn của cái công ty của bên Anh Đức này là tầm nhìn bằng 5 cái giá trị trên website. Ai theo được 5 giá trị đó tức là người đó có tầm nhìn.
không quy thành con số. Còn giống như là tổ ấm không quy được thành con số, nhưng căn nhà thì quy được thành con số. Bao nhiêu năm lấy nhau xây được mấy căn nhà? Thì cứ áp lực 10 năm phải xây 10 căn nhà thì cuối cùng lấy nhau sinh ra khổ. Có nhà nhưng càng ngày càng khổ. Còn nếu chúng ta ý thức xây tổ ấm thì lại không khổ. Vậy là hai cái đích rất khác nhau, vì tâm nó vận hành khác nhau. Cái tâm vận hành trên nền tảng là chúng ta nhìn đến GNH là cái sợi chỉ xuyên suốt, thì tâm nó là liên quan đến giới định tuệ. Còn nếu chúng ta nhìn là GDP thì cái tâm nó là tam động. Thì phải để ý cái đó. Vậy là cuộc đời, cái tầm nhìn của chúng ta bản chất nó chỉ là một cái hành trình thôi. Mà ở đây nó chính là những giá trị sống được lan tỏa, đúng không? Nó chỉ có bấy nhiêu thôi, được mang đi xa. Mang đi càng xa thì chúng ta gọi là tầm nhìn. Và cái tiến trình từ cũng cái giá trị sống này này, nó được mang thành từng đoạn này này, thì nó gọi là sống trọn vẹn từng ngày. Và chúng ta không đặt mục tiêu là đến cái năm 2020 phải có 30 cái trường làm gì, nhức đầu, không cần. Cứ sống trọn vẹn với những giá trị sống này hàng ngày thì tự nhiên trường nó sinh ra, không cần. Tự nhiên Đà Nẵng nó gọi, tự nhiên Vũng Tàu nó gọi, tự nhiên Sài Gòn nó gọi, không phải đi tìm. Nhân duyên nó hội tụ. Thì mình hiểu cái này thì mình không bị áp lực bởi chỗ này nữa. Mình cứ lo làm cái giá trị sống này thật tốt thôi. Ví dụ các bạn đi tu có đặt mục tiêu là bao nhiêu lâu đắc đạo không? Mà cái giá trị sống của cái người tu hành nó càng mạnh thì tự nhiên các bạn đắc đạo. Các bạn lập gia đình, có bao nhiêu đặt mục tiêu, bao nhiêu lâu thì nó biến thành tổ ấm, không làm được. Nhưng từng người trong gia đình sống với cái giá trị sâu sắc nhất mà chung lòng đó thì tự nhiên nó sinh ra tổ ấm. Có bấy nhiêu. Vậy là tuyển đầu vào cũng theo giá trị sống. Hành vi của chúng ta làm hàng ngày cũng là mang cái giá trị sống. Và từ đó nó cứ tỏa ra mãi. Thì nó chính là công việc. Thì cách chúng ta sống với cái giá trị sống này hàng ngày bằng công việc thì chúng ta gọi là sứ mệnh. Còn cách chúng ta mang nó đi xa chúng ta gọi là tầm nhìn. Thì nó rất đơn giản. Không có lằng nhằng cái kiểu tầm nhìn là muốn gì là tâm tham nó vận hành. Thì từ cái câu hỏi đầu tiên nó đã sai rồi thì cả một cái hệ thống nó bị sai theo. Nên thì để ý cái này một chút, chia sẻ thêm một chút xíu. Cái này là ngày xưa mình cũng cãi nhau rất nhiều với ban điều hành của Tuệ Đức ấy. Mấy anh em mà mới vô là hoang mang chỗ này hết. Rồi.